bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1426, chủng loại không rõ. Do chiến đấu lâu dài, thực lực của bọn chúng tuy rất mạnh nhưng số lượng cũng giảm đi nhanh chóng. Sinh linh của toàn bộ hoang giới cũng ngày càng ít, đại đa số các chủng tộc đã bị diệt vong. Ngay cả thiên đạo của thiên ma hoang giới cũng đã rơi vào giấc ngủ say. Mà hôm nay những thủ lĩnh các chủng tộc lúc nào cũng muốn tiêu diệt lẫn nhau lại đứng cạnh nhau Đối diện bọn chúng là 10 người Người đứng đầu 10 người này là người quen của một du Hôi ưng thuộc lãnh huyết thập tam ưng dưới trướng vô quân Thánh Tôn Vô quân Thánh Tôn đã hết hy vọng với chuyện ở Thánh Nguyên hoang giới Nhưng con riêng của hắn bị giết, lại còn bị giết ở hoang giới Hắn không thể nào nuốt trôi cục tức này Con trai đường đường là Thánh Tôn lại bị lũ kiến hôi ở hoang giới giết chết nếu hắn không thể báo thù. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Vô tận thánh tôn phải trả giá rất lớn mới mượn được một cái già thiên tráo. Sau đó lại đến chỗ chủ tể khóc lóc kể lễ, xin chủ tể tạm thời ban cho hắn đặc quyền, để hắn đến phàm huyền hoang giới báo thù cho con. Chủ tể thấy hắn những năm nay làm việc cần cù, lại khóc đến mức lê hoa đái vũ, nên đã đồng ý với vô quân thánh tôn. Được sự cho phép, vô quân thánh tôn lập tức phái hôi ưng xuống hoang giới đi tìm cách tiến vào phàm huyền hoang giới cứ như vậy hôi ưng bắt đầu tìm kiếm cách đến phàm huyền hoang giới ở rất nhiều hoang giới thiên ma hoang giới là hoang giới thứ năm mà hôi ưng đến hắn không tìm thấy cách nào để đến phàm huyền hoang giới ở bốn hoang giới trước đó do thiên đạo của thiên ma hoang giới đang ngủ say hôi ưng chỉ có thể cho người ta bỏ ra chút thời gian tìm đến mấy thế lực lớn của thiên ma hoang giới tham kiến tuần sứ đại nhân những thủ lĩnh thế lực thường ngày hung dữ tàn ác trước mặt hôi ưng lại ngoan ngoãn như cháu trai bọn chúng tuy hung tàn nhưng không ngu ngốc những người trước mặt này chỉ cần phất tay một cái là bọn chúng sẽ tiêu đời cho nên không ngoan ngoãn không được vì mạng sống của mình đừng nói là ngoan ngoãn cho dù có phải liếm giày người ta cũng phải làm ừm lần này chúng ta đến là muốn hỏi các ngươi có tọa độ không gian nào dẫn đến Phàm Huyền Hoang Giới hay không?" Hôi ưng không nói lời thừa, trực tiếp nói rõ mục đích. Phàm Huyền Hoang Giới, các thủ lĩnh của những thế lực lớn này đều cau mày lẩm bẩm cái tên Phàm Huyền Hoang Giới. Phần lớn người ở đây đều là lần đầu tiên nghe đến cái tên Phàm Huyền Hoang Giới. Bọn chúng hoàn toàn xa lạ với Phàm Huyền Hoang Giới. Nhưng có một ngoại lệ, một tên vô cùng đẹp trai, sau khi nghe đến cái tên Phàm Huyền Hoang Giới, dường như nhớ ra điều gì đó tên đẹp trai này lập tức bước ra hành lễ với hôi ưng rồi nói bẩm tuần sứ đại nhân mấy chục vạn năm trước lão tổ của chúng ta đã từng đến phàm huyền hoang giới hơn nữa còn để lại hạt giống hậu duệ ở đó tên đẹp trai này vừa nói vừa kể lại chuyện tổ tiên của hắn đến phàm huyền hoang giới như thế nào thì ra tên đẹp trai này là ma tộc còn tổ tiên của bọn chúng hạt giống mà bọn chúng để lại chính là ma nhân tộc tuy nhiên những ma tộc đến phàm huyền hoang giới chỉ có một người trở về những người khác đều ở lại phàm huyền hoang giới mãi mãi chính là tên ma tộc trở về này đã truyền lại những chuyện bọn chúng gặp phải ở phàm huyền hoang giới con đường bọn chúng dùng để đến phàm huyền hoang giới cũng đã bị phá hủy nghiêm trọng nếu không bọn chúng đã phái người đến phàm huyền hoang giới từ lâu rồi cho nên ma tộc chúng ta có thông đạo không gian đến phàm huyền hoang giới nhưng mà thông đạo không gian này đã bị phá hủy nếu không có đủ nguyên liệu thì không thể nào sửa chữa được tên đẹp trai của ma tộc này nói ra tình trạng hiện tại của thông đạo không gian hồi ưng nghe nói có thông đạo không gian đến phàm huyền hoang giới thì vô cùng phấn khích do một du mà vô quân thánh tôn đã bị mất già thiên tráo tuy vô tận thánh tôn không trách phạt hắn nhưng trong lòng hắn vẫn rất đau khổ lần này hắn tự mình xin vô quân thánh tôn cho xuống đây tìm cách đến phàm huyền hoang giới. Muốn lập công chuộc tội. Hiện tại nghe nói ở đây có thông đạo không gian đến phàm huyền hoang giới, sao có thể không khiến hắn phấn khích. Tuy thông đạo không gian này đã bị phá hủy, nhưng chỉ cần có nguyên liệu là có thể sửa chữa được. Cần những nguyên liệu gì? Hôi ưng hai mắt nóng rực hỏi tên đẹp trai. Tên đẹp trai của ma tộc liền nói ra tên của hơn 10 loại nguyên liệu hôi ưng không biết những nguyên liệu này là gì hắn cũng không cần biết hắn nhìn sang các thủ lĩnh của những thế lực khác lạnh lùng hỏi trong thế lực của các ngươi có những nguyên liệu này không mấy người nghe vậy thì thầm mắng tên đẹp trai của ma tộc trong lòng sau đó miễn cưỡng gật đầu hôi ưng thấy bọn chúng gật đầu hai tay nắm chặt vì kích động có là tốt rồi có là tốt rồi tốt các ngươi hãy nhanh chóng mang nguyên liệu đến đây Mau chống sửa chữa thông đạo không gian đó, hồ thiên ba. Tại một bãi đất trống, có người lớn tiếng nói: người nói gì? Huyễn Nguyệt Thánh Địa lại phát hiện ra một mỏ linh thạch, hơn nữa còn là cả một mạch khoáng. Tông chủ Kim Đỉnh Thiên Tông Kim Nguyên Ung trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hắn không ngờ Huyễn Nguyệt Thánh Địa lại tìm được một mỏ linh thạch nữa, hơn nữa còn là cả một mạch khoáng. Mỏ linh thạch và mạch khoáng khác nhau rất nhiều. Mỏ linh thạch chỉ có một điểm, còn mạch khoáng là cả một vùng rất rộng lớn. Hắn nhìn số kim tệ trên thẻ hội viên của mình, bỗng cảm thấy chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Ít kim tệ này sao có thể so sánh với cả một mạch khoáng linh thạch, đúng là châu chấu đá xe, không đáng để so sánh. Mẹ kiếp, sao chỗ tốt nào cũng rơi vào tay lũ yêu thú thế, cuối cùng, hắn chỉ có thể tức giận nhổ một bãi nước bọt để trút giận khi tâm trạng hắn vừa mới bình tĩnh lại thì một trưởng lão của Kim đỉnh Thiên Tông vội vã chạy đến. "Tông chủ, tông chủ, Thiên Tần Đế quốc đã phát hiện ra một hòn đảo ở hải ngoại, trên đảo có một mỏ linh thạch." Kim Nguyên Ung còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Hoa Đình ở gần đó đã cười ha hả. "Ha ha, chú linh tông ta cũng phát hiện ra một mạch khoáng, lần này không chỉ Kim Nguyên Ung ngơ ngác mà những người khác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra." sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều mỏ và mạch khoáng linh thạch như vậy nếu chỉ có huyễn nguyệt thánh địa phát hiện ra mạch khoáng linh thạch thì cũng không sao nhưng hiện tại thiên tần đế quốc và chú linh tông ở cấm đoạn đại lục cũng đồng thời phát hiện ra đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt ít nhất là đối với những thế lực chưa tìm được mỏ linh thạch đây là một tin cực kỳ xấu việc linh thạch xuất hiện với quy mô lớn như vậy tuyệt đối không bình thường rất không bình thường chẳng lẽ cửa hàng sắp tung ra vật phẩm mua bằng linh thạch sao lúc này những thế lực chưa tìm được mỏ linh thạch bắt đầu lo lắng bất an tuy hiện tại bọn chúng cũng có một ít linh thạch nhưng so với việc có cả một mỏ thì không thể so sánh được bên phía thiên minh cũng xuất hiện một số chuyện phong phi trần nhìn mã minh triết vẻ mặt không dám tin cái gì trên một hòn đảo toàn là sinh vật lạ phi thuyền của thiên vô thiên tông đã phát hiện ra một hòn đảo lớn trên biển cấm kỵ trên hòn đảo lớn này không có người ở nhưng lại có một loại sinh vật lạ sinh sống người của thiên vô thiên tông chưa từng thấy loại sinh vật này bao giờ hơn nữa không chỉ là chưa từng thấy mà hình dáng của những sinh vật lạ này nằm ngoài dự đoán của bọn họ có hình vẽ không phong phi trần nghe xong liền muốn xem thử loại sinh vật lạ này trông như thế nào mã minh triết lấy ra một tờ giấy từ trong những trữ vật của mình trên tờ giấy này vẽ hình dạng của loại sinh vật lạ đó phong phi trần nhận lấy tờ giấy sau khi nhìn thấy hình vẽ trên giấy hắn cũng há hốc mồm hắn lục lọi trong đầu xem mình đã từng thấy loại sinh vật này trong sách vở hay chưa không chỉ phong phi trần mà các trưởng lão khác của thiên minh cũng lần lượt xem qua tất cả những người đã xem hình vẽ trên giấy đều vô cùng kinh ngạc đây là loại sinh vật gì vậy chẳng lẽ lại là sinh vật đến từ ngoài hành tinh sao hẳn là vậy rồi nếu không huy hoàng đại lục chúng ta căn bản chưa từng sinh ra giống loài như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, kết luận giống loài không rõ này đến từ ngoại lai. Chúng ta đi hỏi thăm hoàng lão, biết đâu lão biết. Hoàng chính hạo cao mày nói. Hắn cho rằng hiện tại kết luận này còn quá sớm, có lẽ đây là sinh vật thượng cổ, hoặc là thời đại thái cổ cũng không chừng. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu rõ lắm về tập tính của giống loài này. Nếu cứ như vậy phán định chúng là sinh vật ngoại lai, cũng quá mức qua loa. Rất nhanh, mấy người cầm tờ giấy này đi tới tử quán của Hoàng Dịch. "Hoàng lão, chúng ta muốn hỏi ngài một việc, Phong phi Trần sau khi tiến vào tử quán," cung kính nói. "Ồ, chuyện gì vậy?" "Chỉ cần lão phu biết, nhất định sẽ không giấu giếm." Hoàng Dịch vừa nhìn thấy là đám người Phong phi Trần liền cười đáp. "Theo lão thấy, giải thích nghi hoặc cho hậu bối cũng là chuyện mà những lão tiền bối như bọn họ nên làm. Là thế này hoàng lão, người của chúng ta ở một hòn đảo nhỏ bên ngoài Cấm kỵ Chi Dương, phát hiện ra một giống loài không rõ. Chúng ta chưa từng nhìn thấy giống loài này ở bất kỳ cổ tịch nào, cho nên mới đến thỉnh giáo ngài, Phong Phi Trần thi lễ với hoàng dịch một cái, sau đó nói. Hoàng dịch nghe xong, lập tức hứng thú. "Ồ, vậy mau đưa lão phu xem." hoàng dịch nhận lấy tờ giấy trên tay phong phi trần xem xét khi lão nhìn thấy thứ được vẽ trên giấy lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lão thật sự biết giống loài không rõ này lão từng thấy trong một quyển cổ tịch trên quyển điển tịch vô cùng cổ xưa kia có ghi chép ngắn gọn lại là chúng không ngờ chúng vẫn còn sống hoàng dịch vừa dứt lời phong phi trần lộ ra vẻ mừng như điên hoàng lão ngài biết giống loài này phong phi trần nhìn hoàng dịch hưng phấn hỏi nói chính xác đây không phải là giống loài của đại lục chúng ta theo cổ tịch ghi chép sớm nhất là ở trăm tỷ năm trước đã có ghi chép về giống loài này hoàng dịch đưa tờ giấy trong tay cho phong phi trần khi bọn hắn nghe thấy trăm tỷ năm trước đã có ghi chép đều khiếp sợ đến không nói nên lời trăm tỷ năm trước chính là thời đại thái cổ không ngờ giống loài này đã tồn tại ở thời đại thái cổ thế giới này chia thời đại xa xưa thành ba loại thượng cổ viễn cổ và thái cổ. Vài trăm ngàn năm trước chính là thời đại thượng cổ. Trên 10 triệu năm, vài tỷ năm chính là thời đại viễn cổ. Trên 10 tỷ năm chính là thời đại thái cổ. Giống loài này rốt cuộc tên là gì, chúng ta cũng không biết, chỉ biết chúng đến từ thời đại thái cổ. Chúng không có năng lực công kích, nhưng trên người chúng sẽ tản ra một loại năng lực đặc thù. Hoàng Dịch nói tới đây, dừng lại, cầm lấy bầu rượu của mình ừng ực uống hai nguồn. Hoàng lão, vậy chúng có năng lực đặc thù gì? Hoàng Chính Hạo tò mò hỏi. Không có năng lực công kích mà có thể sống sót ở cấm kỵ chi dương, vậy loại năng lực này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, loại năng lực này của chúng vô cùng kỳ lạ, đó chính là có thể phản đạn lại toàn bộ công kích. Giống như vách tường trong trọng lực thất, bất luận chúng chịu công kích cỡ nào, công kích đó sẽ phản lại người phát ra công kích. Hơn nữa, tuổi thọ của chúng vô cùng dài, có ghi chép nói, dài nhất có thể sống triệu năm. Mọi người nghe thấy có thể sống triệu năm, đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế, năng lực kỳ lạ như vậy, hơn nữa tuổi thọ lại dài như thế. Có thể sống sót từ thời thái cổ, cũng không dễ dàng gì. Phong Phi Trần nhìn hình vẽ trên giấy trong tay, vô cùng cảm khái. Các ngươi có thể đi hỏi dương trưởng quỷ, Biết đâu hắn biết đây là thứ gì cũng không chừng, hoàng dịch nhìn mọi người một cái, đề nghị. Mọi người nghĩ lại, cũng đúng, dương trưởng quỷ hẳn là có thể biết đây rốt cuộc là giống loài gì. Mọi người lại đi về phía cửa hàng, hoàng dịch cũng đi theo phía sau. Lão cũng muốn nghe xem, giống loài này rốt cuộc tên là gì. Rất nhanh, một đám mấy người bọn họ đã đi tới trước cửa hàng duyên đến duyên đi. Lúc này dương phong đang nằm trên ghế giữa dưới gốc liễu. Nhìn cành liễu bay theo gió. Lúc này, đám người Phong Phi Trần cũng nhao nhao đi tới bên cạnh Dương Phong. "Dương trưởng quỷ, chúng ta đến thỉnh giáo ngài một việc." Phong Phi Trần mở miệng nói với Dương Phong. Dương Phong nghiêng đầu hỏi, "Chuyện gì? Hiện tại người tới hỏi Dương Phong cũng không nhiều. Về chuyện cửa hàng, cơ bản là Ngụy Đình Đình bọn họ có thể giải quyết. Cho dù Ngụy Đình Đình bọn họ không biết, vậy đi hỏi Tiểu Bạch bọn họ, cơ bản đều sẽ có được đáp án." Nếu trực tiếp đến hỏi hắn, cơ bản đều không phải là chuyện của cửa hàng. Dương trưởng quỷ, sự tình là thế này, Phong Phi Trần liền đem chuyện vừa rồi kể lại một lần. Lần này Dương Phong hứng thú, lại có giống loài kỳ lạ, hơn nữa là giống loài trăm tỷ năm trước. Ồ, lại là giống loài trăm tỷ năm trước, hơn nữa còn là sinh vật ngoại lai. Mau đưa cho ta xem, mở mang tầm mắt. Phong Phi Trần lập tức đưa tờ giấy vẽ sinh vật không rõ kia khi dương phong nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy này đầu tiên là ngẩn người sau đó trừng lớn hai mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mẹ kiếp sao lại là thứ này trên tờ giấy này dùng bút vẽ màu đen vẽ một con trắng sống động như thật mà con trắng này có hai cái đầu những thứ này cũng không phải quá hiếm lạ đừng nói hai cái đầu cho dù là chín cái đầu cũng không lạ dù sao mọi người đều đã nghe qua tây du ký bên trong có yêu quái cửu đầu xà mà hai cái đầu của rắn này không phải là đầu rắn mà là đầu người thân rắn đầu người mà dương phong lại nhận ra giống loài thân rắn đầu người này nó tên là diên duy trong sơn hải kinh từng có ghi chép có một loại người là miêu dân có một vị thần mọc đầu người thân rắn thân như càng xe hai bên trái phải đều mọc một cái đầu mặc y phục màu tím đội mũ màu đỏ, tên là Diên Duy. Quốc quân nào có được nó, tế tự nó, là có thể xưng bá thiên hạ. Dương trưởng quỷ, ngài biết giống loài này là gì, mọi người thấy biểu tình cùng lời nói của Dương Phong, liền biết Dương Phong biết đây là giống loài gì. Thứ này gọi là Diên Duy, cũng không có năng lực đặc biệt gì. Bởi vì trên sách không có ghi chép, nó có năng lực gì. Cho nên Dương Phong cũng không biết nó biết làm gì. Diên Duy, tên chủng tộc thật kỳ lạ. Chúng ngoại trừ phản lại toàn bộ công kích, lại không có năng lực đặc biệt gì. Hoàng dịch lên tiếng nói. Dương Phong nghe xong lại có thể phản lại toàn bộ công kích, chẳng lẽ thứ này thật sự là thần tộc, chỉ cần bắt nó tới tế bái, có thể sẽ đạt được năng lực nào đó. Sau đó có thể dựa vào năng lực này, trừng phạt thiên hạ, Dương Phong nghĩ tới đây, cảm thấy rất có khả năng. Nhưng Diên Duy này, làm sao lại xuất hiện ở thế giới này, đây là chuyện mà dương phong nghĩ không thông sau đó dưới sự hỏi thăm của dương phong hắn biết đây là sinh vật ngoại lai thời kỳ thái cổ nếu diên duy đã sống trên hòn đảo nhỏ kia nhiều năm như vậy vậy cứ để chúng ở đó đừng quấy rầy cuộc sống của chúng dương phong phân phó với đám người phong phi trần thứ có thể xưng là thần đều rất tà môn dương phong không muốn quản chuyện này đến lúc đó rước họa vào thân nhưng sự tình thường thường không thể theo ý hắn không lâu nữa hắn sẽ biết không phải hắn không muốn để ý chuyện sẽ không tìm đến hắn có vài thứ đã được định sẵn người muốn trốn cũng trốn không thoát mọi người gật đầu đáp ứng sau đó lần lượt rời đi mà trong cửa hàng duyên đến duyên đi lại xảy ra một chuyện lớn ha ha ta mua được rồi ta mua được rồi ha ha ta vậy mà mua được rồi một tiếng vang dội tràn ngập khắp cửa hàng thương diễm vân tước một tay cầm ma thú cầu một tay chống nạnh cười ha hả không có chút khí chất thuộc nữ nào hồng vân ở cách đó không xa nhìn thấy nhíu mày lên tiếng nói với thương diễm vân tước ta nói tiểu tước ngươi là lối ông sòm làm gì ngươi mua được cái gì thương diễm vân tước nghe thấy lời của hồng vân cũng không có thu liễm mà chạy về phía hồng vân vừa chạy vừa giơ ma thú cầu trong tay lên vừa hô lão tổ lão tổ ta mua được cái này ngươi xem ngươi xem lúc này mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía thương diễm vân tước và ma thú cầu trong tay nàng khi mọi người nhìn thấy ma thú cầu trong tay thương diễm vân tước đều trừng lớn hai mắt vẻ mặt thèm thuồng không vì cái gì khác chỉ vì ma thú cầu này là thất thải ma thú cầu thất thải đại biểu cho cái gì trong lòng mọi người đều biết rõ ma thú cầu thất thải này là thứ mà biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn có được hiện tại ma thú cầu thất thải này rốt cuộc đã xuất hiện huyền phi sau khi nhìn thấy ma thú cầu trong tay thương diễm vân tước cũng vô cùng kinh ngạc nhưng hắn càng khó hiểu chính là thương diễm vân tước là một ma thú hơn nữa là ma thú vừa mới đột phá đến thiên cảnh vậy mà lại thích mua ma thú cầu không ngờ lại là ma thú cầu thất thải ngươi vốn là ma thú ngươi còn mua ma thú cầu làm gì thương diễm vân tước nghe thấy là huyền phi hỏi lập tức làm ra vẻ ngoan ngoãn nói, bẩm huyền phi tiền bối, về ản bối muốn biết, cung, là thứ gì, cho nên mới mua ma thú cầu, huyền phi nghe xong, cảm thấy lý do này rất đầy đủ. Nói cũng có lý, ngươi mau mở ra xem xem, cung, này rốt cuộc là thứ gì. Huyền phi cũng muốn xem, cung, rốt cuộc là thứ gì. Hắn và tiểu bạch bọn họ cũng đã thảo luận về, cung, này không biết bao nhiêu lần sau khi thứ này trở thành linh sủng đạt đến thời kỳ trưởng thành vỗ cánh một cái chính là chín vạn dặm tốc độ này quả thực quá biến thái mà tin tức thương diễm vân tước có được ma thú cầu thất thải lan ra ngoài cửa hàng cái gì ma thú cầu thất thải kia đã bị người ta mua rồi bị ai mua rồi cái gì vậy mà bị ma thú mua thương diễm vân tước chẳng phải là kẻ hay xù lông kia sao người thường xuyên đến cửa hàng duyên đến duyên đi đều biết thương diễm vân tước làm cho nàng nổi danh không phải thực lực của nàng mà là tính tình của nàng hở một chút là xù lông lén lút những người này đều gọi những ma thú có cánh tính tình lại không tốt này là chim xù lông cái tên chim xù lông này là từ miệng hổ thiên thiên và hổ hoang hoang bọn họ mà ra sau khi mọi người biết đều giơ ngón cái lên khen nội hành quá hình tượng trời ạ à, đây chính là ma sủng thiên cảnh cửu giai sau này có ma sủng này thương diễm vân tước con chim xù lông này chẳng phải càng thêm kiêu ngạo sao hai người nói xem các ngươi nói xem vì sao thứ tốt không phải bị ngụy gia bọn họ lấy được thì cũng bị ma thú lấy được những người như chúng ta chẳng lẽ thật sự không có duyên với những vật phẩm tốt này sao lúc này một số người bắt đầu có chút quể oải tại sao tại sao bọn họ đều có thể đạt được vật phẩm tốt chúng ta lại không được tại sao chỗ tốt đều bị những người này và ma thú lấy đi chúng ta ngay cả một vật phẩm ra hồn cũng không có được chúng ta không phục ngay khi những người này phẫn nộ một lão giả phát ra một tiếng cười lạnh hừ hừ đó chỉ là các ngươi vô duyên mà thôi ngươi xem vị kia kìa lão giả nói xong tay chỉ về phía một người cách đó không xa thấy chưa trước kia chẳng là cái gì nhưng ngươi xem hiện tại quốc công gia người bị chỉ này không phải ai khác chính là đạm đài tuấn phong mọi người thấy là đạm đài tuấn phong đầu tiên là lộ ra vẻ hâm mộ sau đó cười khổ lắc đầu cảm thán cũng đúng hay thật đúng là thời thế vận may số mệnh đừng nói nữa mọi người mau qua bên kia xem thương diễm vân tước muốn mở ma thú cầu thất thải của nàng ở bên ngoài kìa thương diễm vân tước vốn định thả côn ra trong cửa hàng nhưng bị tiểu bạch ngăn cản hắn sợ côn này quá lớn ảnh hưởng đến những người khác. Liền bảo thương Diễm Vân tước ra ngoài cửa hàng, rồi hãy thả, côn, từ trong ma thú cầu ra. Thương Diễm Vân tước đi ra ngoài cửa hàng, mở ma thú cầu thất thải ra. Ra đây nào, bảo bối của ta, trong nháy mắt khi ma thú cầu được mở ra, từ trong ma thú cầu bay ra một thứ đen kịch. Thứ này gặp gió liền lớn, càng bay càng cao, chỉ trong mười hơi thở, che khuất cả bầu trời. Ù ù, lúc này, từ trong đám mây đen che khuất bầu trời phát ra hai tiếng kêu vang dội tiếng kêu này cũng không lớn càng không chói tai làm cho người ta sau khi nghe xong còn có chút vui vẻ thiên ba hồ bị bóng đen bao phủ ánh mặt trời ấm áp bị ngăn cách trong nháy mắt thiên ba hồ liền chìm vào bóng tối mọi người ngẩng đầu nhìn bóng đen trong hư không miệng đều há hốc như thể nhìn thấy điều không thể tưởng tượng nhất trên đại lục này cái quái gì thế này To lớn đến chừng nào trời đất ơi che khuất cả bầu trời đúng là che khuất cả bầu trời đừng nói đến thực lực thiên cảnh cửu dai của hắn chỉ cần đè cũng đủ để nghiền chết ngươi mọi người và ma thú giờ mới hiểu được ý nghĩa của câu côn to lớn không biết mấy ngàn dặm là như thế nào trước kia bọn họ cho rằng ngươi có to lớn hơn nữa thì cũng đến mức nào bọn họ nào có tin những lời kiểu như ngàn dặm giờ thì bọn họ tin không chút nghi ngờ hiện tại côn vẫn chỉ là ấu niên, nếu đến giai đoạn trưởng thành, e rằng còn lớn gấp mấy lần hiện tại. Dương Phong ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng kinh ngạc. Chật chật, không ngờ tên này lại bị người ta mua được, Dương Phong nhìn, cung, che khuất cả bầu trời, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức nghiêm túc. Cái đầu to như vậy, nếu đem ra làm thịt, không chừng có thể ăn được mấy năm, Dương Phong sờ cầm, nảy ra ý nghĩ xấu xa. Con, cung, này có thực lực thiên cảnh cửu giai, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ác ý truyền đến. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật, dám có ý nghĩ xấu xa với hắn. Khi ánh mắt hắn nhìn xuống, đầu tiên là thấy Dương Phong. Côn lập tức trùng mình một cái, vội vàng thu nhỏ thân thể, biến thành một con vật nhỏ bằng bàn tay, hình dạng giống cá voi. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Dương Phong, giống như một con chó săn, vẫy đuôi lè lưỡi thậm chí, hắn đã quên mất chủ nhân thương diễm vân tước của mình. Tiểu côn bái kiến dương trưởng quỷ, dương phong nhìn thấy, côn, giống như cá voi lưng gù, ban đầu có chút kinh ngạc. Dù sao, tên này trông giống một con cá, bay lượn trên không trung có chút không hợp lý. Nhưng nghĩ lại, giờ tên này đã là thiên cảnh cửu giai, có thể bay trên trời cũng là chuyện bình thường. Ừm, không tệ, không tệ, cũng biết lễ phép đấy, thấy, côn, lễ phép như vậy, Dương Phong cũng rất vui mừng. "Côn, cúi đầu không lưng, thái độ vô cùng khép nét, phải phép, phải phép ạ." À. Dương Phong gật đầu, "Ừ, hãy chăm chỉ tu luyện, sau này để bổn trưởng quỷ xem ngươi tiến hóa thành côn bằng sẽ như thế nào." Dương Phong vẫn rất muốn biết côn bằng rốt cuộc trông ra sao. Là hình tượng một con chim lớn, hay vẫn là hình dạng cá voi lưng gù như lúc này? "Đừng thấy, côn, bây giờ có vẻ ngoài khép nét, bộ dạng vô hại." thực lực của hắn so với những ma thú thiên cảnh cửu giai lâu năm còn mạnh hơn nhiều. Ngay cả ma thú bước vào bán bộ hóa cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Cung, nghe Dương Phong khích lệ, vội vàng bày tỏ thái độ, tiểu cung nhất định không phụ sự kỳ vọng của Dương trưởng quỷ. Với thiên phú hiện tại của hắn, nếu đi theo con đường bình thường, không quá trăm năm, hắn nhất định sẽ trở thành linh thú. Nếu có những thứ khác hỗ trợ, chẳng hạn như đan dược, ma hạch, có thể giúp hắn tăng tốc độ trưởng thành. Như vậy, thời gian hắn trở thành linh thú sẽ được rút ngắn đáng kể. Dương Phong thấy tên này không hóa thành hình dạng bán nhân, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Về cơ bản, ma thú thiên cảnh đều xuất hiện dưới hình dạng bán nhân. Dù sao hóa thành hình người là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Chẳng lẽ tên này đặc biệt không thể hóa thành hình dạng bán nhân, đúng rồi, người có thể hóa thành hình người không? Còn nữa, tiểu côn là tên của ngươi sao, trước đây, ma thú nở ra từ trứng ma thú đều không có tên. Đều cần chủ nhân đặt tên cho, nếu may mắn, sẽ được Dương Phong đặt tên. Hiện tại, số lượng ma thú được Dương Phong đặt tên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thưa Dương trưởng quỷ, ta không có tên, bởi vì ta là côn, nên gọi là tiểu côn. Còn nữa, tiểu côn có thể hóa thành bán nhân. Côn, vừa nói, thân thể nhỏ bé bằng bàn tay kia liền bắt đầu biến lớn và biến hình. Chỉ trong hai nhịp thở, một tiểu mập mạp cao 80 phân, mặt cá thân người, xuất hiện bên cạnh Dương Phong. Lúc này, Dương Phong mới hiểu tại sao hắn không muốn biến thành hình dạng này. Chỉ có một lý do, xấu, xấu đến mức không thể tả. Nhưng ta cũng không thể nói ra làm tổn thương tiểu ma thú này, trong nó mới chỉ 5-6 tuổi. Vậy bổn trưởng quỷ sẽ đặt tên cho ngươi, sau này ngươi sẽ tên là hư côn đối với ngoại hình của côn dương phong không nói gì thêm trực tiếp đặt tên cho hắn có câu khiêm tốn giúp người tiến bộ ngay cả phân cũng có thể tiến bộ huống hồ là ngươi một con côn dương phong nghĩ đến tên của một người cũng nghĩ đến một câu chuyện cười liền đặt cho côn một cái tên như vậy phải nói cái tên này nghe rất thuận miệng cũng rất có ý nghĩa hãy làm một con côn kim tốn. Nghe có vẻ rất hay, Dương Phong rất hài lòng với cái tên này. Còn những thứ khác, người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, không phục thì chết. Hư côn được đặt tên, vô cùng phấn khích. Hai con mắt tròn xoe đỏ bừng vì phấn khích, thân thể không tự chủ được mà nhảy múa. Đa tạ dương trưởng quỷ ban tên, sau này ta sẽ là hư côn, sau khi phấn khích một hồi, hư côn vội vàng cúi người hành lễ với Dương Phong. Đột nhiên, Dương Phong nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm. Đúng rồi, ngươi có thích chơi bóng không? Dương Phong nhìn Hư Côn hỏi. Đối với Hư Côn vừa mới ra khỏi quả cầu ma thú, những thứ nằm ngoài bản năng, hắn cơ bản không hiểu. Bóng là cái gì, hắn đương nhiên cũng không biết. Dương trưởng quỷ, bóng là gì? Có ăn được không, quả nhiên là ma thú, điều đầu tiên nghĩ đến là ăn. Dương Phong dùng linh khí tạo ra một quả cầu có kích thước bằng quả bóng rổ, đây chính là bóng, hư côn nhìn thấy quả cầu được tạo ra từ linh khí, hai mắt sáng lên. Không biết có phải một loại gen nào đó trong cơ thể hắn được đánh thức hay không, mà hắn không tự chủ được yêu thích quả cầu linh khí này. Hay quá, Dương trưởng quỷ, cái này hay quá, ngài có thể tặng cho ta không, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hư côn đã yêu thích quả cầu linh khí này. Mặc dù hắn không biết chơi như thế nào, nhưng có một giọng nói trong lòng mách bảo hắn cái này rất thú vị, nhất định phải có được nó. Khóe miệng Dương Phong giật giật, trong đầu hiện lên một hình ảnh kỳ quái. Nhưng hình ảnh đó nhanh chóng bị hắn gạt ra khỏi đầu, quá chướng mắt, thật sự không dám nhìn thẳng. Cầm lấy đi, cầm lấy đi, Dương Phong phẩy tay, quả cầu linh khí bay đến tay hư côn. Hư côn kích động đến suýt khóc. Đa tạ Dương trưởng quỷ, cầm quả cầu linh khí trong tay, hư côn không tự chủ được mà nghịch hơn nữa còn nghịch rất ra dáng, không giống hình ảnh trong đầu Dương Phong, ẻo lả. May quá, may quá, nếu không thì ma thú thiên cảnh này coi như hỏng. Dương Phong nhìn hư côn chơi bóng, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Chơi bóng một lúc, hư côn mới nhìn thấy thương Diễm Vân Tước ở phía xa. Lúc này hắn mới nhớ ra, mình còn có một chủ nhân. Hắn cáo biệt Dương Phong, sau đó đi đến trước mặt thương Diễm Vân Tước. Chủ nhân, sau này ta tên là Hư Côn, tên này là do dương trưởng quỷ đặt cho ta. Đây là đồ chơi của ta, cũng là dương trưởng quỷ tặng ta. Hư côn ngẩn cầm, vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu thương Diễm Vân Tước có đuôi, chắc chắn cái đuôi đó đã vểnh lên trời. Kiêu hãnh, nàng không chỉ có được một ma sủng lợi hại như vậy. Mà tên của ma sủng này còn do dương trưởng quỷ đích thân đặt. Còn có chuyện gì khiến người ta kiêu ngạo hơn chuyện này nữa, sau khi thương Diễm Vân Tước và Hư Côn trò chuyện một lúc, Thương Diễm Vân Tước nhìn Hư Côn hỏi, Hư Côn, người có thể bay trên trời và lặn xuống biển sao, nàng đã nhìn thấy hình dạng giống cá của Hư Côn lúc nãy. Hư Côn kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, chỉ cần ta tiến hóa thành linh thú, ta sẽ là Côn Bằng. Sau khi trở thành Côn Bằng, chỉ cần ta vỗ cánh một cái, ta có thể bay chín vạn dặm, Thương Diễm Vân Tước và mọi người nghe xong, mới biết đây không phải là nói quá. Mà là thật sự có thể vỗ cánh một cái, bay xa chín vạn dặm nếu thật sự như vậy thì trên đại lục này còn nơi nào không thể đến bất kể nơi đâu chỉ cần vỗ cánh vài cái là đến mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ ai mà không hâm mộ một ma sủng như vậy chứ nếu nói không hâm mộ đó là nói dối chẳng ai tin đâu còn những ma thú khác từng con một đều vui mừng không xiết trận doanh ma thú của bọn chúng lại có thêm một cường giả hơn nữa còn là một cường giả có tiềm lực vô hạn chủ nhân, chỉ cần ngươi cho ta ăn ma hạch, rất nhiều ma hạch, ta có thể tăng tốc độ tiến hóa. Chỉ cần ta vượt qua hai lần thiên kiếp, ta có thể trở thành linh thú, hư công nhìn thương diễm vân tước với ánh mắt đầy mong đợi, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Thương diễm vân tước tỏ vẻ không thành vấn đề, huyễn nguyệt thánh địa của bọn họ không thiếu thứ gì, chỉ có ma hạch là nhiều vô số kể. Không có cách nào, ai bảo bọn họ có nhiều ma thú như vậy, từ thời thượng cổ đến nay, Uyển Nguyệt Thánh địa của bọn họ luôn rất hòa bình. Không xảy ra xung đột lớn với nhân tộc, ma hạch của những ma thú chết vì già hoặc chết do đánh nhau đều được thu thập lại. Trải qua nhiều năm tích lũy, ma hạch chất cao như núi. Nếu không phải bây giờ ma hạch có ít, Tiểu Bạch đã đề nghị bọn họ xử lý hết số ma hạch đó rồi. Nếu không, bọn họ đã sớm ném những ma hạch đó vào tủ thu mua đồ cũ, đổi lấy kim tệ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên suýt chút nữa khiến thương diễm vân tước ngã nhào tiểu tước đứa nhỏ này là ai vậy ngươi sinh con từ khi nào đứa nhỏ này là con của ngươi và ma thú nào sao lại trông kỳ lạ thế này thương diễm vân tước suýt nữa thì ngã sấp mặt bất đắc dĩ quay đầu nói loan di đây là ma sủng của ta hư côn người nói chuyện chính là liệt diễm loan điểu nàng nhìn thấy từ bệ dịch chuyển của cửa hàng có một đứa nhỏ đi theo thương diễm vân tước liền nghĩ rằng thương diễm vân tước này đã giấu diếm sinh con với ma thú khác nhưng nàng cũng không nghĩ lại những ma thú xuất hiện dưới hình dạng này đều là ma thú thiên cảnh đôi khi những ma thú thuộc tộc chim này có phải não bộ quá nhỏ hay không nói năng hành động đều hấp tấp cơ bản là không suy nghĩ cứ thế nói ra hơn nữa cái đầu nhỏ bé đó cũng chẳng có tác dụng gì cứ như bịt kín lại vậy cho nên rất nhiều lúc tính tình của bọn họ dễ dàng bốc đồng, dễ dàng nói ra những lời khiến người ta vừa tức, vừa buồn cười, vừa ngớ ngẩn. Liệt Diễm Loan Điểu sau khi biết sự thật, vô cùng kinh ngạc, a, à, thì ra đây chính là con côn thiên cảnh cửu giai kia, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai hổ mảnh trong thánh địa. Sau khi hổ mảnh chạy đến nhìn thấy hư côn, hắn liền cười ha hả. Ha ha, bây giờ tiểu tử này chính là cao thủ số một của huỷ nguyệt thánh địa chúng ta giờ thì cho dù là đại địa ma hùng viên hồng hay ô vô hùng với khả năng phòng ngự trâu bò cũng không chịu nổi công kích của hư côn chưa nói đến những thứ khác chỉ riêng trọng lượng của hắn cũng đủ để nghiền chết người huống hồ tuyệt chiêu của hắn là sóng âm và công kích tinh thần đợi đến khi hắn trở thành linh thú thì công kích vật lý của hắn sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ Mọi người nhìn trận doanh ma thú hân hoang, trong lòng rất khó chịu. Hai, hy vọng quả trứng ma thú ngũ sắc tiếp theo sẽ là do nhân tộc chúng ta mua được. Đúng vậy, dù sao ma thú thiên cảnh cửu giai của Huyễn Nguyệt Thánh Địa, nhiều thêm một con cũng không sao, ít đi một con cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng võ đế cửu giai của nhân tộc trên thiên thần đại lục chúng ta chỉ có 3, 4 người. Thực ra, võ đế cửu giai của nhân tộc cũng khá nhiều. Nhưng bọn họ không phải là người của Thiên Thần Đại Lục. Chỉ riêng Cấm Đoạn Đại Lục đã có gần 10 võ đế cửu giai. Ở Hạo Nguyệt Đại Lục, võ đế cửu giai càng không đáng giá, chỉ có Thiên Thần Đại Lục của bọn họ là võ đế cửu giai ít đến mức đáng thương. Nhưng mà, không lâu nữa, võ đế trên Thiên Thần Đại Lục sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, đừng nói võ đế, ngay cả võ tôn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều. Không biết ma sủng của Vương Bàn tự thế nào rồi, lúc này mọi người liền nghĩ đến vương bàn tử người đã mua được quả cầu ma thú ngũ sắc trước đó không biết ma sủng vương kính huy của hắn bây giờ ra sao rồi mấy ngày nay vương bàn tử rất ít xuất hiện không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không chuyện này ta biết một chút lúc này tần hạo lên tiếng hắn có một hệ thống tình báo riêng tần gia bọn họ rất coi trọng những gia tộc có tiềm lực lớn như vương gia có lẽ sau này Vương gia sẽ là một thế lực quan trọng của Thiên Tần đế quốc. Vì vậy, hắn tương đối quan tâm đến những gia tộc này. Tần Hạo tiếp tục nói, mấy ngày trước, Vương Kính Huy không biết đã nhặt được thứ gì trong không gian thí luyện ma thú. Sau khi ăn xong, hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say, nghe nói sau khi tỉnh lại, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Mọi người nghe xong, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Vương Bàn tử này coi như đã đổi đời rồi vương gia về sau nhất định cũng sẽ tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu của đại lục một vương kính tuyền đã có quan hệ với đạm đại gia vương gia hắn về sau nếu không tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu đại lục vậy thì đúng là thất bại thảm hại khó trách mấy ngày nay đều không thấy vương bàn tử hướng vấn thiên sờ cầm nói hắn nhìn tần hạo nhàn rỗi như vậy không khỏi hiếu kỳ nói chẳng phải thiên tần đế quốc các ngươi muốn đổi thành thiên tần thánh đình sao sao hiện tại không có động tĩnh gì nghe đến đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo nghe nói như thế, tinh thần liền phấn chấn, vẻ mặt đắc ý liền lộ ra. Ha ha, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Mấy ngày trước trẫm bận rộn tu luyện để trở thành tu tiên giả. Mấy ngày nay lại tìm được mỏ linh thạch, bận đến sức đầu mẻ tráng, chuyện đổi tên này liền hoãn lại. Tần Hạo nói năng nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng phong phú. Phải nói là nháy mắt ra hiệu, phải nói là mặt mày hớn hở vẻ mặt dương dương đắc ý lần này có một số người không vui khi nghe thấy đặc biệt là hướng vấn thiên thương lan thiên tông hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu duy chỉ có thiếu mỏ linh thạch hiện tại nhìn thấy bộ dáng đắc ý giàu dạc của tần hạo trong lòng vừa chua xót vừa hận hừ đắc ý cái gì chứ chờ lần sau bổn tông tuyệt đối sẽ tìm được một mạch linh thạch hâm mộ chết ngươi hướng vấn thiên hiện tại cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi bằng lời nói không có cách nào, ai bảo người ta có mỏ linh thạch chứ. Trong túi tần hạo có linh thạch, khí thế của hắn cũng tăng lên không ít. Eo cũng ưỡn thẳng, buổi tối trở về sủng ái phi tần cũng có sức hơn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của một số người vừa hâm mộ vừa bất lực, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ha ha, trẫm có gì phải hâm mộ, hiện tại trong tay trẫm có hai mỏ linh thạch, người nói xem có gì phải hâm mộ, tần hạo hai tay chống nạnh cười ha hả. Hắc hắc, các ngươi nói chuyện này, bổn thánh chủ cũng rất muốn tham gia. Hổ mảnh thấy mọi người đang nói về Linh Thạch, hắn liền hứng thú. Nói đến Linh Thạch, không ai có nhiều bằng huyễn nguyệt thánh địa bọn họ. Bọn họ vừa mới phát hiện một mạch Linh Thạch. Linh Thạch bên trong nhiều vô số kể. Vốn dĩ hắn muốn khoe khoang trước mặt mọi người, bây giờ thấy có cơ hội, vậy còn chờ gì nữa? Liên quan gì đến ngươi, hướng vấn thiên có chút cạn lời, chúng ta đang nói chuyện của chúng ta, ngươi xen vào làm gì? Hơn nữa mọi người đều biết huyễn nguyệt thánh địa các ngươi nhiều linh thạch, nhưng ngươi cũng không cần tìm được một khe hở liền chui vào khoe khoang chứ, hổ mảnh nhìn thấy mọi người, trên mặt có chút biểu lộ khinh bỉ, căn bản không để ý, ha ha, bổn thánh chủ có một mỏ linh thạch, còn có một mạch linh thạch, sao lại không liên quan đến bổn thánh chủ, hổ mảnh đây là muốn cố tình khoe khoang, không có cách nào bọn họ tìm được chính là mạch linh thạch nếu như không để cho hắn khoe khoang, hắn sẽ bị nghẹn điên. Hơn nữa mọi người có thể tưởng tượng được, mấy ngày nay sắc mặt của đám yêu thú kia sẽ như thế nào. Thế nào, các ngươi những người không có mỏ linh thạch, đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn mượn một ít linh thạch để dùng không? Cùng lắm thì chúng ta tính ít lợi tức một chút, ngô tuyết phong của nho phong thiên tông miễn cười nói, đa tạ ý tốt của thánh chủ, tạm thời chúng ta không cần, mặc dù hắn nói có chút trái lòng, nhưng hắn vẫn muốn chờ thêm một chút. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không có linh thạch, lần trước từ thiên tần đế quốc và lâm nạo thi mua một ít. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng theo bọn họ nghĩ ứng phó một chút vẫn là có thể. Hổ mảnh lại nhớ mày, cười khẩy. Hắc hắc, muốn thì cứ nói ra, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta mới biết ngươi rốt cuộc có muốn hay không. Nếu không, ngươi không nói chúng ta làm sao biết ngươi có muốn hay không, chỉ có ngươi nói ra, chúng ta mới biết được ngươi rốt cuộc có muốn hay không mọi người ha ha Khuyển nguyệt thánh địa ta có một mạch linh thạch đấy mọi người ngươi lợi hại ngươi thanh cao ngươi có mạch linh thạch ngươi ngu bức được chưa thiên ma hoang giới tại nơi bí mật nhất của ma tộc một ma tộc nhìn một thông đạo không gian chỉ đủ cho một người đi qua tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt sắc mặt mừng rỡ như điên ha ha sửa xong rồi cuối cùng cũng sửa xong rồi tuần sứ đại nhân Chúng ta đã sửa xong rồi." Hôi Ưng nghe xong lập tức xuất hiện trước thông đạo không gian. Nhìn thông đạo không gian đã được chữa trị, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. "Tốt, tốt, ta sẽ trọng thưởng. Chỉ cần bắt được kẻ đã giết kế thiếu chủ, hắn liền có thể chuộc tội. Sau này ở trước mặt Đồng Liêu cũng có thể ngẩng cao đầu, nếu không vết nhơ này sẽ theo hắn cả đời." Ngay khi Hôi Ưng hơi kích động, trên mặt tên ma tộc đã sửa chữa thông đạo không gian kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nhưng mà, nhưng mà, hắn có chút ấp úng, với sự hiểu biết và trình độ hiện tại của hắn về thông đạo không gian, hắn không thể hoàn toàn chữa trị thông đạo không gian. Thông đạo không gian này vẫn còn tồn tại một chút khuyết điểm. Hôi ưng nhíu mày, hửm. Nhưng mà, nhưng mà cái gì, thông thường khi nói ra hai chữ, nhưng mà, tình huống sẽ hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ hắn còn rất kích động, nhưng sau khi nghe được hai chữ này vẻ mặt liền trở nên có chút nghiêm nghị hiện tại thông đạo này còn tương đối yếu ớt nhiều nhất chỉ có thể cho cường giả siêu thần đi qua hơn nữa số lượng người đi qua cũng có hạn chế nhất định tuy nhiên chỉ cần chúng ta tiếp tục gia cố là có thể để cho các vị đại nhân đi qua tên ma tộc này cẩn thận nói thực sự không còn cách nào khác năng lực của bọn họ có hạn không thể nào hoàn toàn gia cố thông đạo không gian mặc dù bọn họ không thể dùng kỹ thuật để gia cố thông đạo không gian nhưng bọn họ có thể dùng thời gian và vật liệu để gia cố không gian này hoặc là hoàn toàn chữa trị hôi ưng tuy là thánh chủ việc mở không gian này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng không gian giữa các hoang giới khác nhau này hắn không làm được trừ phi có tọa độ không gian chính xác nếu không hắn cũng bất lực tọa độ không gian của phàm huyền hoang giới không được ghi chép trong điển tịch của ma tộc cho nên bọn họ cũng không thể cung cấp tọa độ không gian của Phàm Huyền Hoang Giới. Hôi ưng cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể để cho một số ma tộc đi qua, đến Phàm Huyền Hoang Giới để tìm hiểu tình hình liên quan đến thi ma thánh chủ kế đại thánh. Chờ sau khi không gian bên này được gia cố, hắn sẽ tự mình đi qua điều tra. Được, các ngươi trước tiên phái người đến Phàm Huyền Hoang Giới, điều tra rõ ràng tình hình bên đó cho ta. Chờ sau khi thông đạo không gian nơi này được gia cố, ta sẽ đi qua. Tên ma tộc thấy hôi ưng không trách tội bọn họ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với sự sắp xếp của hôi ưng, bọn họ tự nhiên là vâng theo răm rắp. Vâng, tuần sứ đại nhân, ma tộc lập tức tập hợp một đội ngũ, xuất chinh, đến phàm huyền hoang giới. Đội ngũ này do ba vị siêu thần dẫn đầu. 15 vị võ thần, 51 vị võ thánh, 1008 vị võ tôn võ đế. Tổng cộng 4077 ma tộc, hướng về phàm huyền hoang giới mà đi. Dưới sự dẫn dắt của ba vị siêu thần, những người khác lần lượt bay vào thông đạo không gian. Ở đầu kia của thông đạo không gian, ba cường giả siêu thần đứng lơ lửng giữa không trung. Trên người bọn họ xuất hiện một kết giới, theo ma tộc từ thông đạo không gian bay ra, kết giới kia cũng dần dần mở rộng. Cuối cùng bao phủ tất cả ma tộc vào trong kết giới. Một tên ma tộc tóc đỏ đẹp trai nhìn phàm huyền hoang giới, cười lớn. Ha ha, phàm huyền hoang giới, ma tộc chúng ta đã trở lại. Lúc này, một ma tộc cảnh giới siêu thần khác cảm nhận được điều gì đó, nhìn về một phương hướng. Bên kia, ở phương hướng đó có khí tức của ma tộc chúng ta, hắn chỉ vào một tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nói. Ha ha, tinh cầu kia rất có thể là nơi mà lão tổ chúng ta đã từng đi qua. Khí tức này chắc chắn là do hậu duệ của lão tổ để lại. Hiện tại chúng ta hãy đi tìm hậu duệ của ma tộc trước. Sau đó tìm hiểu về thi ma thánh chủ. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, hiện tại ở trong một hoang giới, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ít nhất bọn họ phải tìm được một căn cứ địa, chiếm lĩnh một số nơi, sau đó huy động lực lượng của mọi người để tìm kiếm. Tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu xanh, còn có khí tức của hậu duệ ma tộc kia, chính là căn cứ địa mà bọn họ nhắm tới. Mà căn cứ địa mà bọn họ nhắm tới, chính là huy hoàng đại lục. Nguyên nhân ma tộc trước đây đến huy hoàng đại lục là vì vị trí thông đạo không gian của bọn họ quá gần huy hoàng đại lục. Ánh sáng màu xanh nhạt kia thật sự quá chói mắt. Không để cho bọn họ phát hiện cũng rất khó. Ngay khi ma tộc đang tiến về huy hoàng đại lục, sở kinh cùng ở huyển nguyệt thánh địa đã cảm nhận được. Có lẽ ma tộc rất nhạy cảm với khí tức đồng loại, cho dù là ma nhân tộc cũng kế thừa điểm này. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức đồng loại ở khoảng cách rất xa. Đám ma tộc kia có thể cảm nhận được khí tức của ma nhân tộc, ma nhân tộc cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Đương nhiên, điều này yêu cầu ngươi phải đạt đến một cảnh giới nhất định, trong ma nhân tộc, cảnh giới của Sở Kinh cuồng là cao nhất, cho nên hắn cảm nhận được sự xuất hiện của ma tộc. Nhưng hắn không biết hiện tại ma tộc đang ở phương hướng nào, có phải đang hướng về phía này hay không, những điều này hắn cũng bất lực. Hiện tại hắn cảm nhận được sự xuất hiện của ma tộc, trong lòng bắt đầu bất an hắn lập tức sai người đi gọi sở mộng vân đến khi sở mộng vân nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của sở kinh cuồng nàng vô cùng kinh ngạc lão tổ đây là làm sao vậy có chuyện gì mà khiến hắn hoảng sợ như vậy lão tổ người làm sao vậy sở mộng vân lên tiếng hỏi sở kinh cuồng lúng cuốn nói đến rồi bọn chúng đã trở lại sở mộng vân nghe vậy càng thêm khó hiểu bọn chúng là ai trở lại là có ý gì hai ma tộc ma tộc đã trở lại Sở Kinh cuồng thở dài. Sở Mộng Vân nghe vậy, lúc đầu cũng giật mình. A. À. Nhưng sau đó nghĩ lại, nàng cũng không cảm thấy gì, đến thì đến thôi. Nếu như bọn chúng đến với thái độ hữu hảo, vậy thì hoan nghênh. Nếu như bọn chúng có ý đồ xấu, hừ, cho dù ngươi là ma tộc, Sở Mộng Vân ta cũng sẽ ra tay tiêu diệt. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sở Kinh cuồng dường như nghĩ đến điều gì đó vội vàng hô lớn với sở mộng vân, tộc trưởng, nhanh, nhanh đi mời các trưởng lão thiên minh, cùng với các vị tông chủ và đế hoàng của các đại thế lực, sau khi sở mộng vân rời đi, trong mắt sở kinh cuồng lộ ra một tia tham lam. Không sai, chính là tham lam. Sở kinh cuồng, hắn đã sa ngã, bị hướng vấn thiên và những người khác lôi kéo. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn lập tức nghĩ đến những vật phẩm trên người đám ma tộc này hắn biết rất rõ ma tộc không phải là thế lực của phàm huyền hoang giới mà là đến từ những hoang giới khác nếu bọn chúng có thể đến từ những hoang giới khác vậy thì thực lực tuyệt đối không thể xem thường những vật phẩm mà bọn chúng mang theo người tuyệt đối không phải là đồ tầm thường nếu không phải là đồ tầm thường vậy thì giá trị tuyệt đối rất cao nếu giá trị rất cao vậy thì đồng nghĩa với việc có rất nhiều kim tệ mình là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này Lợi ích được chia, chẳng phải ma nhân tộc bọn họ cũng sẽ được hưởng sao? Lần trước hủy nguyệt thánh địa bọn họ kiếm được rất nhiều kim tệ, nhưng mà đến tay bọn họ cũng chỉ có hơn 100 tỷ. Tuy rằng hơn 100 tỷ kim tệ này, trong mắt một số thế lực nhỏ là rất nhiều, nhưng theo hắn thấy, vẫn còn lâu mới đủ. Muốn cho mỗi tộc nhân ma nhân tộc bọn họ đều trở thành cường giả đỉnh cao, vậy thì nhất định phải đầu tư một lượng lớn kim tệ. Cho nên Ma nhân tộc bọn họ vẫn còn rất thiếu kim tệ. Lần này ma tộc đến chính là một cơ hội, một cơ hội để ma nhân tộc bọn họ kiếm được một lượng lớn kim tệ. Rất nhanh, các thế lực đỉnh cao của Thiên Thần Đại Lục và Cấm Đoạn Đại Lục đều đã đến nơi ở của ma nhân tộc. Không biết Sở Tiền bối gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì, sau khi mọi người đến đông đủ, Hoàng Chính Hạo nhìn Sở Kinh Cuồng không hiểu hỏi. Chắc hẳn mọi người đều đã biết thân phận của ma nhân tộc chúng ta rồi chứ? Sở Kinh Cuồng thông thả nói. Mọi người đều gật đầu. Vậy thì nguồn gốc của ma nhân tộc chúng ta, mọi người cũng nên biết." Sở Kinh Cuồng lại nói. Mọi người cũng gật đầu. Sở Kinh Cuồng thấy mọi người đều gật đầu, liền nở nụ cười. Như vậy hắn sẽ dễ dàng giải thích hơn. Nhưng nụ cười này của hắn lại khiến một số người cảm thấy bất đắc dĩ. "Sở Tiền Bối, người có gì thì cứ nói thẳng ra đi." Tần Hạo lên tiếng nói, mọi người đều rất bận đừng có nói vòng vo tam quốc nữa rất nhiều người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sở kinh cuồng thấy mọi người đều có vẻ mặt như vậy cũng không muốn vòng vo nữa hắn nói thẳng ma tộc đã trở lại mọi người nghe xong đều sững sờ không hiểu lời này của sở kinh cuồng là có ý gì tuy nhiên rất nhanh mọi người đều hoàn hồn đặc biệt là mấy thế lực của cấm đoạn đại lục cái gì ma tộc đã trở lại Diệp Hoa Đình kích động nói lớn. Tấm đoạn đại lục bọn họ có ghi chép lại một số chuyện liên quan đến ma tộc. Cho nên, bọn họ vừa mới bắt đầu là vô cùng e ngại, dù sao lấy thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản cũng không phải là đối thủ của ma tộc. Coi như là vài thập niên trước, đại lục cũng là thắng thảm. Nghỉ ngơi dưỡng sức hơn vạn năm mới hồi phục lại. Hiện tại, ma tộc khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật kia lại trở về. Nhưng khi Diệp Hoa Đình nói ra câu đó, trong mắt đã không còn thần sắc e ngại, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không sai, bọn họ đã trở về, nhưng bây giờ hẳn là còn ở ngoài cõi thiên. Ta có thể cảm nhận được bọn họ đang đi về phía chúng ta. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đi tới Huy Hoàng Đại Lục chúng ta, rốt cuộc sẽ đến đại lục nào, vậy thì không biết được. Sở Kinh Cuồng vừa nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng, giống như hai cái đèn pha lớn mọi người vừa nghe vừa hưng phấn cuối cùng cũng có người đến mọi người lại có thể vui vẻ chia chiến lợi phẩm rồi lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên thứ bởi vì dự đoán chính xác lần trước mọi người đã nhìn thiên cơ lâu với ánh mắt khác xưa về năng lực tình báo thiên thứ phải xem ngươi rồi ma tộc này sẽ đến đại lục nào khi nào đến thiên thứ thấy mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn trong lòng tương đối đắc ý được tất cả đều giao cho thiên thứ lâu chúng ta thiên thứ vỗ ngực cái rầm nhưng mà lập tức sắc mặt thiên thứ từ từ thay đổi lộ ra một tia giảo hoạt mọi người cũng đều phát hiện vẻ giảo hoạt nơi khóe miệng thiên thứ nhưng cái gì tần hạo hơi nhíu mày tên này lại muốn làm gì đây thiên thứ quét mắt nhìn mọi người vương một ngón tay ra sau đó cong nửa ngón tay trên xuống cho dù ma tộc có đến đại lục nào thiên cơ lâu ta cũng phải được chia một nửa tình báo chia một nửa lợi ích sau khi nói xong lại duỗi thẳng ngón tay kia ra hướng vấn thiên là người đầu tiên phát ra thanh âm bất mãn thiên thứ khẩu vị của ngươi lớn quá đấy chẳng lẽ ngươi không sợ ăn quá no à khá lắm ngươi chuyện gì cũng không làm liền muốn lấy đi một thành khẩu vị này cũng quá lớn rồi đấy ngươi không sợ ăn no mở ra chết à thiên thứ lắc đầu ngón tay kia cũng lắc theo không sợ, thiên thứ hắn sợ cái gì, cùng lắm thì bọn họ tự mình đi xử lý đám người này. Cứ như vậy bọn họ có thể độc hưởng phần chỗ tốt này. Chỉ có điều, sau chuyện này, thiên cơ lâu bọn họ sẽ không thể lăn lộn trên đại lục được nữa. Được, thành giao, Hoàng Chính Hạo vỗ mặt bàn một cái, thay mọi người làm ra quyết định. Ai bảo thiên cơ lâu có thể tính ra được người ta sẽ xuất hiện ở đâu vào lúc nào chứ? Người ta cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm phần lợi ích này nên cho vẫn phải cho dù sao đều là của trời cho khụ khụ hình như mọi người đã quên tình báo mà ma nhân tộc chúng ta cung cấp rồi lúc này sở kinh cuồng lên tiếng nói hắn chính là đánh tâm tư như vậy có chuyện các ngươi lên ta ở phía sau chờ chia chỗ tốt hắn cũng không muốn nhiều chỉ cần nửa thành sở tiền bối ý của ngài là hoàng chính hạo mở miệng hỏi ý tứ trong lời nói của sở kinh cuồng mọi người cũng đều hiểu, chẳng phải ngươi chỉ muốn phí tình báo sao, nói ra là được. Sở kinh cuồng cười hề hề, hề hề, không có ý gì khác, ma nhân tộc chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần nửa thành phí dụng tình báo, sở kinh cuồng nói ra cái giá mà hắn muốn. Được, thành giao, Hoàng Chính Hạo lần nữa gõ búa. Ma nhân tộc muốn nửa thành cũng không nhiều, hơn nửa tình báo này đích thật là do người ta cung cấp. Muốn có cũng không có gì đáng trách bên hồ thiên ba một du và thương dương cùng một vài tộc nhân học theo dương phong nằm bên hồ hưởng thụ thời gian tốt đẹp trước mắt lúc này có một người chậm rãi tới gần bọn họ cách bọn họ còn 5 mét thì dừng lại người này không phải ai khác chính là lâu chủ thiên cơ lâu thiên thứ chào hai vị tiền bối thiên thứ cung kính hành lễ với hai người sau đó tiếp tục cười nói hai vị tiền bối thật đúng là nhàn nhã nằm bên hồ thiên ba phơi nắng thật sự là khiến người ta ghen tị, mấy người một du nhìn thiên thứ, biết tiểu tử này tới nhất định là có chuyện. Nếu không, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà đến quấy rầy bọn họ. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Một du đặt hai tay ra sau đầu, thản nhiên nói. Thiên thứ bị người ta nói trúng tim đen, có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh nói, cái này, quả nhiên không gạt được tuệ nhãn của hai vị tiền bối là thế này tiền bối lại có người từ ngoài cõi thiên đến huy hoàng đại lục chúng ta không biết bọn họ có thực lực gì cũng không biết bọn họ sẽ đến đại lục nào vào lúc nào sau khi thiên thứ nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn mục du và thương dương hắn đã biết được từ thánh thiên rằng hai người này là thần linh từ thánh giới xuống thân phận của hai người ngoài nhân viên của cửa hàng ra hắn là người đầu tiên biết được lúc thánh thiên không có ở đây thiên thứ liền nhắm vào hai người bọn họ. Là người thu thập tình báo, người nào có thể lợi dụng được đều phải lợi dụng. Với thân phận thần linh của Mộc Du và Thương Dương, chắc chắn bọn họ biết tình hình của đám ma tộc kia. Mộc Du nhìn thiên thứ, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Ồ, thì ra các ngươi đã biết chuyện này rồi à, khi ma tộc xuất hiện, hai người bọn họ đã phát hiện ra. Sau khi kiểm tra thực lực cảnh giới của ma tộc, bọn họ liền hiểu khẩu pháo nhân gian kia là chuẩn bị cho bọn họ hai người còn âm thầm thương tiếc cho đám ma tộc này bọn họ nghĩ rằng phải đợi đám người này tiến vào đại lục mới bị phát hiện không ngờ vừa xuất hiện không bao lâu đã bị người ta phát hiện chúng ta vừa mới biết thiên thứ cười nói lần này đám người tới thực lực cũng rất mạnh mạnh hơn đám người lần trước rất nhiều một du nhìn thiên thứ cười như không cười nói một du bọn họ rất rõ ràng về chuyện phân chia lợi ích lần trước của mấy thế lực này. Đúng vậy, tổng cộng có 4077 người, có 3 siêu thần, 15 võ thần, 51 võ thánh, 1008 võ tôn võ đế. Hơn nữa, những võ đế này đều là cửu giai đỉnh phong. Thương Dương ở bên cạnh cũng lên tiếng. Đội hình này, ở phàm huyền hoang giới, thuộc về thế lực đỉnh cấp. Có thể nói, chỉ hơn 4.000 người này, đủ để quét ngang phần lớn thế lực ở phàm huyền hoang giới. Thiên thứ nghe một du và thương dương nói xong, toàn thân bắt đầu run rẩy. Tực! Ừ. Cổ họng hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Hắn không ngờ đội hình này lại mạnh như vậy. Mà đội hình càng mạnh, bọn họ càng hưng phấn. Người càng mạnh, vật phẩm bọn họ mang trên người chẳng phải càng quý giá sao, nghĩ tới đây, khóe miệng thiên thứ suýt chút nữa chảy nước miếng. Quả thật rất mạnh, tốt, Thật tốt, hy vọng trên người bọn họ có thể mang theo nhiều vật phẩm có giá trị. Như vậy, hắn sẽ được chi càng nhiều kim tệ. Tiền bối, vậy khi nào bọn họ sẽ đến Huy Hoàng Đại Lục chúng ta, hiện tại điều thiên thứ muốn biết nhất chính là chuyện này. Chỉ có biết được nơi bọn họ dừng chân, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Theo tốc độ và phương hướng hiện tại của bọn họ, hai ngày nữa, chắc là sẽ đến Cấm Đạn Đại Lục. Sau đó, thiên thứ lại hỏi thêm vài vấn đề nữa rồi ngàn vạn lần cảm ơn hai người đa tạ hai vị tiền bối đa tạ hai vị tiền bối trên đường trở về thiên thứ cảm thấy vô cùng sảng khoái lợi ích lần này chắc chắn sẽ cao hơn lần trước rất nhiều đồ mà siêu thần dùng sao có thể là đồ tầm thường được cái đó chắc chắn đáng giá rất nhiều kim tệ mình được chia một phần lợi ích vậy sẽ là bao nhiêu kim tệ đây càng nghĩ thiên thứ càng cảm thấy vui vẻ hắc hắc, bất kể ngươi đến đại lục nào, một phần phí của thiên cơ lâu ta đã có thể bỏ túi rồi. Thiên thứ vừa đi vừa huyết sáo. Khi nhìn thấy Diệp Hoa Đình ở cách đó không xa, mắt hắn sáng lên. Lập tức gọi, Diệp Huynh, thực ra, thiên thứ và Diệp Hoa Đình không thân thiết lắm. Cho dù có nói chuyện với nhau thì cũng gọi là Diệp Tông Chủ. Lần này thiên thứ lại thân mật gọi Diệp Huynh như vậy, khiến Diệp Hoa Đình cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hóa ra là lâu chủ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, người ta đã gọi mình thì dù sao cũng phải đáp lại. Thiên thứ bước nhanh hai bước, đến trước mặt Diệp Hoa Đình cười ha hả. "Ha ha, anh em chúng ta không cần khách sáo như vậy, lâu chủ gì đó, cứ gọi ta là lão đệ là được." Lời này của Thiên thứ khiến Diệp Hoa Đình càng thêm bất ngờ. "Ai là anh em với ngươi? Trước đây chúng ta rất thân thiết sao, nhưng lời này không thể nói ra được." "Ha ha." vậy sau này phải nhờ thiên thứ huynh chỉ giáo nhiều hơn rồi, Diệp Hoa Đình vẫn không thể gọi ra tiếng lão đệ, dù sao da mặt hắn không dày như thiên thứ. Ha ha, nói gì vậy, chúng ta đều là anh em, đừng khách sáo. Thiên thứ cười ha hả, sau khi cười xong, thiên thứ nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, đúng rồi Diệp Huynh, ta có một tin tình báo rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết. Nói đến đây, thiên thứ tiến sát lại gần Diệp Hoa Đình, đồng thời mở kết giới cách âm sau khi chắc chắn không ai nghe được hắn mới cười khẩy hắc hắc hai ngày nữa ma tộc sẽ đến cấm đạn đại lục của các ngươi diệp hoa đình còn đang thắc mắc tại sao thiên thứ lại mở kết giới cách âm khi nghe thấy lời này của thiên thứ hai mắt hắn mở to cái gì sẽ đến cấm đạn đại lục của ta diệp hoa đình bị tin tình báo này làm cho kinh hãi chính xác thiên thứ gật đầu chắc chắn tốt quá thật sự là quá tốt rồi sau khi hết kinh ngạc Diệp Hoa Đình bắt đầu kích động. Đa Tạ Thiên Thứ huynh đệ, hắn nhìn Thiên Thứ với vẻ biết ơn, cảm ơn hắn đã nói cho mình tin tình báo quan trọng như vậy. Nếu đám ma tộc này đến Cấm Đạn Đại Lục, vậy thì hắn chính là kẻ thống trị Cấm Đạn Đại Lục. Chú Linh Tông của hắn có quyền quyết định tuyệt đối. Về việc phân chia lợi ích, chú Linh Tông của hắn chắc chắn có thể chiếm phần lớn. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Diệp Hoa Đình liền hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thiên Thứ huynh đệ, không biết thực lực của đám ma tộc này như thế nào, nghe vậy, sắc mặt Thiên Thứ lập tức thay đổi. "Là thế này Diệp huynh, anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng. Thiên Cơ lâu chúng ta muốn dò la tin tức thì phải tốn rất nhiều công sức, cho nên, nói đến đây, Thiên Thứ đưa tay phải ra, xoa xoa ngón cái vào ngón giữa và ngón trỏ." Diệp Hoa Đình thấy vậy lập tức hiểu ra. "Ha ha, cái này ta hiểu." ta sẽ lấy một nửa lợi ích thu được làm phí tư vấn, thế nào?" Diệp Hoa Đình cười ha hả nói, sau đó còn nhướng mày. Thiên Thứ nghe vậy liền giơ ngón cái lên, "Được, vẫn là Diệp huynh sảng khoái." Hào phóng, Thiên Thứ không ngờ Diệp Hoa Đình lại sảng khoái như vậy. Diệp Hoa Đình cười híp mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Nên làm, nên làm mà, bọn họ tổng cộng có 4077 người, có, khi Thiên Thứ nói ra số lượng người của ma tộc và cảnh giới thực lực của bọn họ, Diệp Hoa Đình hoàn toàn choáng váng, trong mắt hắn toàn là tiền. Hắn không ngừng nuốt nước miếng. Phát tài rồi, chú Linh Tông ta lần này phát tài rồi, cả siêu thần, võ thần đều có, vậy thì đồ trên người bọn họ phải đáng giá bao nhiêu kim tệ chứ? Diệp Hoa Đình càng nghĩ càng kích động, hắn nói với thiên thứ: "Huynh đệ, ngươi cứ làm việc đi, ta đến cửa hàng một chuyến." Diệp Hoa Đình đến cửa hàng là vì muốn thuê khẩu pháo nhân gian chỉ có pháo nhân gian mới có thể đối phó với siêu thần cảnh thiên thứ gật đầu được diệp huynh cứ đi thuê pháo nhân gian trước đi ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ sẽ đến khu vực nào của cấm đạn đại lục các ngươi diệp hoa đình lúc này mới nghĩ đến chuyện này vội vàng nói được đa tạ đa tạ đáng giá quá đáng giá số kim tệ này bỏ ra thật sự quá đáng giá sau khi có được vị trí và thời gian chính xác vào ngày mai diệp hoa đình sẽ quay về chuẩn bị Diệp Hoa Đình tìm thấy Dương Phong dưới gốc cây liễu. Hắn đi đến bên cạnh Dương Phong, nhỏ giọng nói, Dương trưởng quầy, ta muốn thuê đồ, nghe vậy, Dương Phong vốn đang nhắm mắt bỗng mở to mắt. Ồ, ngươi muốn thuê cái nào, hoa hồng cho thuê mấy món đồ này rất cao. Hắn chỉ mong mỗi ngày đều có người đến thuê ba món đồ này. Pháo, nhân, giang. Diệp Hoa Đình nói từng chữ một. Ha ha, có mắt nhìn đấy, vẫn là pháo nhân gian này đã nhất, thấy đứa nào không vừa mắt, bắn cho nó một phát cho sướng. Vừa nói, Dương Phong vừa vung tay lên, khẩu pháo nhân gian vốn để trong tủ liền xuất hiện trong tay hắn. Cầm lấy đi, Dương Phong ném pháo nhân gian cho Diệp Hoa Đình, sợ hắn đổi ý đại pháo nhân gian này cho thuê một ngày, hắn có thể được chia 200 triệu kim tệ. Nếu Diệp Hoa Đình thuê 10 ngày nửa tháng, vậy hắn lại có một núi kim tệ tiêu xài. Dương Phong hưng phấn, hỏi, không biết ngươi lấy nhân gian chi pháo này oanh ai vậy, Dương Phong không tin, Diệp Hoa Đình sẽ cầm pháo nhân gian đi bắn mũi. Bẩm Dương trưởng quỷ, là thế này, ma tộc kia lại muốn xâm phạm huy hoàng đại lục của chúng ta. Hai ngày nữa, bọn chúng sẽ đến cấm đoạn đại lục của ta. Diệp Hoa Đình giới thiệu đơn giản về ma tộc một lượt. Dương Phong nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, ồ, thì ra là vậy, ngay lúc này, âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên. Hệ thống phát bố nhiệm vụ phụ, trong lãnh địa cửa hàng tập hợp tất cả võ giả các cảnh giới ở hoang giới, phần thưởng bán vật phẩm x3, thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày, hình phạt khi thất bại, xóa sạch kim tệ cửa hàng, Dương Phong nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ, cả người ngây ra. Hắn không ngờ rằng, mình chỉ buộc miệng một câu mà lại nhận được nhiệm vụ này. Chết tiệt, loại nhiệm vụ này mà cũng có thể xuất hiện sao, tuy nhiên, sau khi xem nội dung nhiệm vụ, Dương Phong thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nhiệm vụ này cũng không yêu cầu hắn phải đích thân ra ngoài hoàn thành nhưng khi thấy phía sau nhiệm vụ có thêm một dòng hình phạt khi thất bại hắn lại thấy khó chịu hệ thống hình phạt khi thất bại này là sao đã có giới hạn thời gian rồi vậy mà còn có hình phạt khi thất bại thật quá đáng thất bại không nhận được vật phẩm đã đủ xui xẻo rồi vậy mà còn bị phạt cái hệ thống này đúng là giỏi nghĩ ra trò hệ thống ngươi ra đây cho ta thế nhưng hệ thống hoàn toàn không để ý đến hắn Dương Phong gọi vài lần mà hệ thống vẫn không trả lời, khiến hắn bất lực. Cụ cụ hắn giả vờ ho khan hai tiếng để nhắc nhở Diệp Hoa Đình đang đứng bên cạnh. Nếu hệ thống đã không thèm để ý đến hắn, Dương Phong cũng không thể mặc kệ nhiệm vụ. Dù sao hình phạt khi thất bại cũng khiến hắn đau lòng lắm. Xóa sạch kim tệ cửa hàng, không nói đến cái khác, chỉ riêng khoản này hắn đã mất 400 triệu kim tệ. Vì vậy hắn phải dặn dò Diệp Hoa Đình đừng có bắn một phát pháo là diệt sạch ma tộc nếu không thì nhiệm vụ của hắn tiêu tùng. Nhưng nếu để thánh thiên, một du đi bắt vài người về, chẳng phải là được rồi sao? Dương Phong dám chắc, nếu Diệp Hoa Đình bọn họ bắn một phát pháo là tiêu diệt toàn bộ ma tộc, hệ thống nhất định sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Loại chuyện này hệ thống chắc chắn làm được. Cho dù không tuyên bố ngay lập tức, nhưng nó chắc chắn sẽ không công nhận những người không phải ma tộc nó sẽ cãi chày cãi cối rằng nhiệm vụ này là do ma tộc kích hoạt, đương nhiên cũng phải kết thúc bằng ma tộc. Tóm lại hệ thống sẽ dùng đủ mọi lý do để khiến nhiệm vụ của hắn thất bại. Vì vậy, hiện tại Dương Phong chỉ có thể nói rõ tình hình cho Diệp Hoa Đình. Dương trưởng quỷ, ngài có việc gì, Diệp Hoa Đình đang mải mê ngắm nghĩa pháo nhân gian mini bên cạnh, nghe thấy Dương Phong ho khang thì lập tức phản ứng lại. Dương Phong suy nghĩ một chút rồi nói, là thế này, ngươi tuyệt đối đừng giết sạch đám ma tộc đó ít nhất phải giữ lại một siêu thần một võ thần một võ thánh một võ tôn mang bọn chúng đến giao cho ta đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một phần thưởng có pháo nhân gian dương phong không lo bọn họ làm không được theo những gì dương phong biết về pháo nhân gian hiện tại cho dù là một phàm nhân cầm nó cũng có thể tiêu diệt một đám siêu thần tụ tập nó bá đạo như vậy đấy tuy nhiên nó có một nhược điểm chính nhược điểm này mới đảm bảo cửa hàng kiếm được nhiều tiền. Diệp Hoa Đình nghe Dương Phong nói vậy thì vô cùng kích động. Chỉ cần hoàn thành việc này là có thể nhận được phần thưởng của Dương Trưởng Quỷ. Phần thưởng mà Dương Trưởng Quỷ hứa hẹn, chẳng lẽ lại tầm thường sao, đương nhiên là không rồi, hơn nữa, được Dương Trưởng Quỷ ban thưởng là chuyện vinh hạnh đến nhường nào. Lại là một chuyện để chú Linh Tông bọn họ lấy ra khoe khoang. Vâng, Dương Trưởng Quỷ, chuyện này cứ giao cho ta, nhất định sẽ mang người đến cho ngài, Diệp Hoa Đình không cần suy nghĩ xem nên mang người đến bằng cách nào, cứ đồng ý trước rồi tính sau. Sau đó, Dương Phong giải thích cách sử dụng, ưu nhược điểm của pháo nhân gian. Ưu điểm của pháo nhân gian là chỉ cần nòng pháo nhắm vào võ giả dưới cảnh giới thiên nhân, bọn họ sẽ không thể cử động. Chỉ cần nòng pháo có thể bao quát, dù có bao nhiêu người cũng vậy. Những người ở ngoài phạm vi bao phủ của nòng pháo đều có thể tự do hành động, không bị hạn chế. Nhược điểm của nó là pháo chỉ có thể bắn một viên đạn, một viên đạn chỉ có thể giết một người. Nếu muốn giết người thứ hai thì phải đợi một tiếng sau. Nếu nó có thể bắn một phát là giết chết cả đám thì còn kiếm được kim tệ gì nữa. Diệp Hoa Đình rời đi với vẻ mặt đầy phấn khích. Lần sau hắn xuất hiện trước mặt Dương Phong, chắc chắn sẽ là người chiến thắng trở về, giàu có đầy mình. Sau khi Diệp Hoa Đình rời đi, dương phong lại gọi hệ thống vài lần nhưng nó vẫn không trả lời hệ thống chết tiệt ngươi giả chết cái gì mau ra đây trả lời vài phút trôi qua hệ thống vẫn im lặng được ngươi giỏi lắm chúng ta cứ chờ xem dương phong cảm thấy lòng mình mệt mỏi buồn bực có một hệ thống đáng ghét như vậy chắc chắn hắn sẽ bị giảm thọ mất mấy phút trong thần hồn của dương phong lúc này hệ thống đang nằm trên một chiếc ghế dài miệng ngậm một ly nước trên ly còn có ống hút nó vừa uống nước bằng ống hút vừa cười khẩy Dương Phong. Hừ hừ, cứ chờ xem, bản hệ thống sợ ngươi chắc, nói xong, nó còn giơ ngón giữa lên kinh bỉ Dương Phong. Nếu Dương Phong biết chuyện này, chắc chắn sẽ hộc máu 3 lít, giảm thọ 3 ngày. Huyền không đảo. Đại điện huyền không bí cảnh. Ha ha, ngươi cuối cùng cũng đến, ta đợi đến hoa cũng tàn rồi, hổ thiên thiên thấy có người đi vào thì cười lớn mấy ngày nay hắn vẫn luôn chờ đợi một người người đến là tần hạo người tu tiên thứ hai trong số các hội viên cửa hàng hổ thiên thiên vẫn luôn chờ đợi hắn từ khi tần hạo trở thành tu tiên giả hổ thiên thiên vẫn luôn chờ hắn đến tần hạo nhìn thấy hổ thiên thiên cười lớn nói ha ha thì ra ngươi ở đây mỗi ngày ta cũng vừa mới luyện hóa được một chút linh lực ngũ hành ta cũng rất tò mò đại điện huyền không trông như thế nào nên vào xem trước ban đầu tần hạo định sau khi luyện hóa xong linh lực sẽ vào huyền không bí cảnh nhưng hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ nên đã lên huyền không đảo vào đại điện huyền không xem thử ha ha chỉ cần trở thành tu tiên giả là có thể vào bí cảnh thí luyện huyền không ta hy vọng ngươi có thể là người đầu tiên nhận được lệnh bài nhiệm vụ trong huyền không bí cảnh như vậy ngươi có thể đến đây nhận nhiệm vụ từ ta hổ thiên thiên nhìn tần hạo với ánh mắt đầy mong đợi tần hạo tò mò hỏi vậy tiểu nha đầu đình đình không nhận được lệnh bài nhiệm vụ sao ngụy đình đình hiện tại cũng là tu tiên giả hơn nữa còn sớm hơn hắn rất nhiều chẳng lẽ nàng không nhận được lệnh bài nhiệm vụ ha ha nàng ấy à chỉ đến đây một lần rồi không thấy đâu nữa hổ thiên thiên cười khổ lắc đầu ngụy đình đình từ lúc vào đại điện huyền không bí cảnh đến lúc rời đi chỉ chưa đầy mười phút trong mười phút đó tám phút là nàng đi loanh quanh trong đại điện tìm hiểu tình hình thời gian ở trong bí cảnh chỉ khoảng nửa phút ồ tại sao vậy tần hạo có chút không hiểu tại sao đến một lần rồi không đến nữa chẳng lẽ trong bí cảnh có thứ gì đó khiến nàng sợ hãi dù sao đây cũng là bí cảnh dành riêng cho tu tiên giả bên trong có một số chuyện đáng sợ cũng là bình thường nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha